Tô Lâm đi tàu, Phan Văn Giang đi Mỹ, xu thế đối đầu giữa quân đội và công an phải chăng? Từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 8, ông Tô Lâm đã có chuyến thăm Trung Quốc 3 ngày, ngay sau khi nhậm chức Tổng Bí thư. Điều này cho thấy Tô Lâm vẫn đang rất cần Bắc Kinh và thậm chí sẵn sàng thuần phục để đổi lấy ưu thế chính trị cho bản thân và phe nhóm Hưng Yên của mình. Mới đây, quan chức Mỹ và Việt Nam cho biết ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, sẽ đến Washington từ ngày 7 đến 9 tháng 9 để tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Trong bối cảnh nguồn cung vũ khí từ Nga bị hạn chế do chiến tranh Ukraine, đặc biệt là sau những thể hiện trên chính trường cho thấy vũ khí Nga đã lạc hậu quá xa so với vũ khí của phương Tây. Nhờ có vũ khí hiện đại của phương Tây, Ukraine không những làm cho Putin sa lầy mà còn đủ sức để phản công lại nước Nga. Có thể nói nếu không có vũ khí phương Tây, Ukraine không thể đạt được những thắng lợi trên chiến trường như thế. Chọn lựa vũ khí Mỹ cho quân đội Việt Nam là hướng đi đúng, điều đó không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên, bao lâu nay Đảng vẫn sợ Bắc Kinh nên không dám mua vũ khí của Mỹ một cách công khai như Đài Loan vẫn làm. Lần này, ông Phan Văn Giang đi Mỹ là thể hiện ước mơ được tiếp cận gần hơn với vũ khí Mỹ. Tuy nhiên, ông có dám mua hay không hay chỉ dừng lại mức quan hệ ngoại giao một cách có giới hạn. Rất khó để Bộ trưởng Phan Văn Giang đặt vấn đề mua vũ khí với Mỹ bởi trong Đảng còn rất nhiều kẻ đang nắm quyền cao nhưng cam phận cúi đầu trước Bắc Kinh. Tuy nhiên, khi đi Mỹ, ông Giang cũng thể hiện được thông điệp trước các phe phái khác, đặc biệt là trước ông Tô Lâm. Tô Lâm đi Trung Quốc, Phan Văn Giang đi Mỹ. Rõ ràng là hai đường lối không dung hòa, bởi đi Trung Quốc là để vuốt đuôi Bắc Kinh, còn đi Mỹ thì lại làm cho Bắc Kinh không hài lòng. Các quan chức cấp cao Việt Nam vẫn thường có những chuyến đi Mỹ, vẫn có những lần bắt tay với người đứng đầu của Bộ Quốc phòng Mỹ. Nhưng cuối cùng cũng dừng ở mức ngoại giao, không hề dám đi vào vấn đề quan trọng là đặt mua vũ khí Mỹ một cách công khai. Còn nhớ vào ngày 17 tháng 9 năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính có chuyến công du Mỹ. Sau đó, báo chí Mỹ cho biết ông Chính muốn mua máy bay tiêm kích F-16 của Mỹ. Tuy nhiên, phía Việt Nam không xác nhận thông tin này và cho đến nay vẫn chưa thấy có hành động nào từ Việt Nam để tiến xa hơn trong việc mua vũ khí của Mỹ. Lần này rất có khả năng ông Phan Văn Giang làm chuyến động trời bởi các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn muốn mua vũ khí của Mỹ nhưng lại sợ Trung Quốc. Cái sợ ấy có từ nhiều đời lãnh đạo truyền lại, nó trở thành sợi dây vô hình trói Việt Nam dính vào quỹ đạo của Trung Quốc. Trên chính trường Việt Nam hiện nay, thế của Tô Lâm đang như trẻ tre. Phe công an hiện đã nắm được chức Tổng Bí thư, đồng nghĩa nắm luôn chức Bí thư Quân ủy Trung ương. Phe quân đội có đủ sức để ngăn cản phe công an nhưng không làm gì được vì quân đội không đoàn kết. Giữa tướng Lương Cường và tướng Phan Văn Giang vẫn không hòa hợp. Giờ đây, Tô Lâm đang ngồi trên đầu cả Lương Cường và Phan Văn Giang. Với vai trò là Tổng Bí thư kiêm Bí thư Quân ủy Trung ương, Tô Lâm đã muốn hạn chế sức mạnh của phe quân đội, rồi sau đó loại họ ra khỏi vũ đài chính trị nếu có thể. Người Hưng Yên trong quân đội vẫn đang hiện diện với hai ủy viên Trung ương Đảng. Nếu loại được Phan Văn Giang, Tô Lâm hoàn toàn có thể Hưng Yên hóa quân đội tiếp. Để bảo vệ quyền lợi và hạn chế sức mạnh của Tô Lâm, chỉ còn cách các phe phái trong quân đội phải bỏ qua hiểm khích để chống lại kẻ thù chung. Đó là nước cờ tốt nhất mà phe quân đội có thể thực hiện. Liệu họ có dám làm và có đủ tầm để làm hay không thì chúng ta hãy cùng đợi xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Tô Lâm đi tàu, Phan Văn Giang đi Mỹ, xu thế đối đầu giữa quân đội và công an. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de 7 phút một đời làm chính trị, một đời vơ vét. Đảng Cộng sản Việt Nam nhồi nhét vào đầu các thế hệ học sinh rằng chế độ này là chế độ tốt đẹp, ưu việt. Con đường mà Đảng chọn là con đường duy nhất. Tuy nhiên, trên thực tế thì đời sống người dân lầm than, đất nước không hề phát triển mà đang tụt hậu so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Trong khi đó thì quan chức tham lam vô độ, chỉ là quan cấp phường, cấp xã với lương 3 cọc 3 đồng,
cũng đủ tiền mua nhà, sắm xe, thậm chí cho con du học tư bản. Trên thượng tầng, mỗi quan chức đều nuôi sân sau, lập hệ thống kinh tài riêng để bòn rút tài nguyên quốc gia, để dành hết những ưu đãi chính sách và cướp bóc tài sản của nhân dân mà làm giàu. Dù các quan chức cấp cao thường xuyên lên giọng, giảng dạy đạo đức, nhưng hành động của họ thì vô cùng bẩn thỉu. Ông Trương Minh Tuấn, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, từng viết sách dạy đạo lý nhưng lại tham gia vụ mua bán AVG để bòn rút hàng ngàn tỷ đồng tiền ngân sách. Đây chính là tiền của nhân dân Việt Nam. Một chính sách để nuôi lớn những quan chức sâu bọ như thế thì làm sao có thể phát triển cho được. Ngay bản thân ông Nguyễn Phú Trọng, người được xem là trong sạch, người luôn miệng hô hào chống tham nhũng nhưng lại dính đến vụ Siputra đẩy tai tiếng với hai căn biệt thự tiền triệu làm quà. Vậy thì trong chế độ này còn ai trong sạch đây? Chắc chắn đã là người cộng sản thì không có chuyện trong sạch như ban tuyên giáo tuyên truyền. Như vậy, đảng chính trị cầm quyền dựa trên sự dối trá thì tất nhiên không bao giờ có đạo đức và sự tử tế cả. Nếu đảng cộng sản thực sự có đạo đức và thực tế thì họ không cần lập ra bộ máy tuyên truyền khổng lồ để tô hồng cho các vị lãnh đạo của họ. Còn hiện nay, bộ máy tuyên truyền là đảng còn bần thỉu, thậm chí sự bần thỉu này ngày một đáng sợ hơn. Vụ án mobile phone mua AVG chiếm dụng của nhà nước 7.000 tỷ đồng đã là con số kinh khủng. Đến vụ án Vạn Thịnh Phát chiếm đoạt của người dân lên đến hàng chục tỷ đô la Mỹ thì không còn gì để nói. Để những đồng tiền phi pháp được lưu thông, chỉ cần dùng rất nhiều tiền để bôi trơn, và những người giúp cho Trương Mỹ Lan đều là những người ngồi ở ngôi rất cao trong bộ chính trị. Ông Nguyễn Xuân Phúc đã bị cho về hưu vì dính đến sai phạm, nhưng là sai phạm gì thì đảng lại giấu nhẹ. Tuy nhiên, với những nguồn tin nội bộ thì sai phạm của ông Phúc không chỉ có vụ Việt Á mà là vụ án lớn hơn, vụ Vạn Thịnh Phát. Để cho tập đoàn lừa đảo này chuyển hàng tỷ đô la Mỹ ra nước ngoài chót lọt và để bảo kê cho tập đoàn này, ông Phúc đã hưởng đến hàng trăm triệu đô la Mỹ, một con số không thể nào tưởng tượng nổi. Những ngày gần đây, nguồn tin nội bộ cho biết Tô Lâm sẽ cho Nguyễn Xuân Phúc sổ khám và người dân cũng đang chờ đợi điều này. Tuy nhiên, việc Tô Lâm khui ra sai phạm của bảy Phúc không phải vì thiện chí muốn làm trong sạch bộ máy nhà nước mà từ những mưu đồ cá nhân. Vấn đề là Tô Lâm sẽ hưởng lợi gì nếu bắt Nguyễn Xuân Phúc? Một lãnh đạo mà nhẫn tâm chấn lột người dân trong lúc nhân dân đang phải đối mặt với sự thiếu thốn về lương thực, thực phẩm, phải đối diện với cái chết vì đại dịch, thì đó là người quá bất nhân. Chỉ riêng tội cấu kết với Việt Á chấn lột tiền của người dân thì cũng quá đủ để đưa Nguyễn Xuân Phúc vào tù. Ngoài ra còn bao nhiêu tội trạng khác. Bắt Nguyễn Xuân Phúc, Tô Lâm cảnh cáo được hàng loạt tứ trụ đã về hưu. Tuy nhiên, việc bắt ông Phúc có thể dẫn đến việc Nguyễn Hòa Bình, Trương Tấn Sang sẽ điên cuồng chống lại. Cân nhắc thiệt hơn về mặt chính trị, có thể Tô Lâm sẽ không thực hiện cho dù công luận đòi hỏi. Không chỉ riêng 7 Phúc, hàng loạt quan chức của chế độ này, dù đã về hưu thì cũng phải là tội đồ. Họ đang được đảng bao dung điều đó, làm hại người dân cả nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 7 Phúc, một đời chính trị, một đời vơ vét. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de